Em sẽ tiến hành là dọn mới xương xương cho quay S110. Thì các bạn thấy tình trạng xe này cũng rất là xấu, các bạn coi nè, phần ti phụ mà dĩa thắng nè, ti phụ ở đây là bị hư dầu á, nó chảy xuống dĩa thắng nè, hư rất là nặng ha. Và cam lô nè, niền lô luôn, cam đùm niền lô VBIC đó. Thì ở đây là mình sẽ dọn với mức kinh tế là vừa phải cho chủ xe. Thì sao khách hàng á, ví dụ mình có kinh tế bao nhiêu á thì mình cứ nói là em muốn dọn cho mức kinh tế bao nhiêu đi. Chứ còn ví dụ như các bạn thấy xe này nè, quay với bộ chế không khí nè, các bạn thấy là rất là cũ, rất là nát không. Nhưng mà các bạn muốn em dọn mà giá hợp lý, sinh viên mà vẫn dọn được cho các bạn mà. Mình phải thẳng thắn với nhau chứ, đúng không? Và xe này em sẽ dọn ở một cái mức tầm trung đó, và sẽ có nhiều đồ em không thay, hầu như là đa số là em chỉ là thay dàn áo, thay mica, đồng hồ, thay dàn đèn và làm lại dàn chân cứng cáp và kết hợp thêm sơn và xi. Cho nên em mới nói là dọn xương xương là vậy đó các bạn, chứ không phải là dọn chỉnh chu với dọn chỉnh chu đồ đu á. Là mình xử lý cái bô cho nó đẹp lại luôn đó. Thì bắt đầu là em vô em đã xe này. Chào các bạn, đây là trong quá trình em mở ra, mình có nói trước chủ xe là nó sẽ có phát sinh, chắc chắn phải có phát sinh luôn. Bởi vì sao? Ví dụ cầm thẳng lên em, ví dụ như là các bạn thấy nè, ở đây là bát heo đi, thì bát heo này đầu tiên là nó bị xét cốt nè và nó rổ hư cốt luôn đó. Và cái thứ hai nữa, các bạn coi người ta hàng nè, nó bị gãy người ta hàng nè đó, chơi vậy đó. Bây giờ làm sao, đúng không? Thì bây giờ muốn thì mình vẫn xi lại, mình gắn lại thôi, nhưng mà sau này nguy hiểm tới tính mạng. Còn an toàn thì giờ mình mua cái bát heo mới, hoặc là giờ mình làm cái cốt cái nóc như em hay làm cho những xe khác á, để khắc phục cái tình trạng này đó. Em đang mở ra từ từ ha, heo đồ á em sơn á là em mở ra trộn bộ luôn, quay con heo em quay trong dấu tông đó. Thì xe này là nặng nhất, quay mặt bên đây nè đó. Bây giờ em sẽ gỡ ra, bắt đầu em lấy xin lấy đồ ra, bắt đầu về bữa sơn xong em sẽ gỡ ra lại một lần nữa, bắt đầu để em vệ sinh heo. Còn cây đông này nè, thì em thay cây đông mới luôn, nó rẻ bèo nha các bạn. Đây là nhông sinh dĩ lại cổ phụ trong ba chủ xe mới làm 6 tháng trước, thì đừng có làm lại mà các bạn coi chén cổ nè, nó mất hết hoàn toàn cái miếng cao su á mà che nước vô á, thì các bạn nghĩ nó có an toàn không? Và ở đây mình cũng đã gỡ nguyên xe ra mình làm lại như vậy, thì có tới đó tới đây luôn rồi, mình làm thêm cái chẳng ba chén cổ đâu nhiêu tiền là đúng các bạn đó, mình phải xử lý mấy cái đó chứ. Em đang mở từ từ ra ha, thì toàn bộ dàn áo rồi là em mở ra hết, thì các bạn sẽ thấy rõ được cái trong xe này đó, nó cũ và nó đất đỏ rất nhiều, bởi vì xe này Lâm Đồng mà các bạn đó. Thì chủ xe có hỏi em là sơn dàn chân là sẽ sơn những cái gì, thì mình nói ngắn gọn thôi, lát nữa em rút những phần nào ra thì em sẽ sơn phần đó, và những cái phần nào em có mở ra em xi, những phần nào em không mở là em sẽ không xi. Nó cũng giống vậy nè đó, thì đại khái nó vậy. Ví dụ như xe này á là em tới đây là sườn em không sơn nè, những ốc ác nào còn sót lại này không sơn đó, điển hình vậy cho các bạn dễ hiểu ha, và cho chủ xe dễ hiểu luôn. Chào các bạn, thì đây nè, ví dụ một xe các bạn kêu em gỡ ra sơn xi đi, thì có những cái này nè mình phải hỏi ý kiến chủ xe. Cái này chủ xe tự chế nên chủ xe biết nó gãy là bình thường nha, mà nói em ơi thùng hành lý em bể nè, em muốn thay hay không đó, thì dĩ nhiên chủ xe muốn thay. Còn những cái này là chủ xe không biết trước được nè, thì hồi đó giống như là hư ở ngoài quê rồi bắt đầu vô những tiệm là đường ngoài quê đồ sửa các bạn, ta lấy mấy mài người ta mài, ta lấy mấy cắt người ta cắt, và là tuôn răng ốc đó, tuôn răng ốc rất là nặng. Thì hai con ốc này tuôn răng các bạn xiết không bao giờ nó cứng được, cho nên ổ khóa của các bạn lúc nào nó cũng sụp xịt giống vậy nè đó. Thì mình sẽ báo chủ xe ổ khóa em hiện trạng đang bị mài bị cắt nè, em đồng ý em thay hay không. Em thay á thì anh sẽ báo giá cho em ổ khóa này bao nhiêu tiền, rồi em đồng ý anh sẽ thay. Ví dụ như cái này nữa, cái này là đồng hồ, thì đối với những cái xe mà chỉ sơn mà chỉ xe gì á thì em không đụng gì tới đồng hồ hết, nhưng mà các bạn thấy dấu này là gãy cũ đúng không, gãy cũ nên mới dính đất cát rồi. Hôm đây thì em ơi, cái này là cái bát này rất là quan trọng, bởi vì nó chịu vô cái bậc cổ, thì nếu mà không có thay á thì cái đồng hồ em nó đập chạy đồ nhựa nó cũng kêu, mặc dù em thay dàn áo mới nhưng mà đồ nhựa nó vẫn kêu. Thì bây giờ em có thay không, và thay thì trong hãng là nó bán nguyên cái đồng hồ, nó không có bán cái đế không đó, nó không phải như xe rim nha, nó bán cái đế không. Thì bây giờ em có chịu hay không, cái đồng hồ này bao nhiêu tiền nè, em chịu thì anh thay, rồi chủ xe chịu thay, rồi vậy là báo thay giờ chủ xe cái đồng hồ đó, đơn giản vậy thôi các bạn. Còn không thay thì thôi, để vô chạy có lúc lắc gì phải chịu chứ. Và các bạn sẽ đặt câu hỏi là tại sao em không hàng lại, đúng không? Vậy anh em thợ hàng nhựa vô trả lời cho mình là cái nhựa này nè có hàng lại được hay không.
ông nào mà hàng lại mình nói với bạn luôn, chưa được 2 ngày sau nữa là tự gãy lại. Ông bạn thì đây là cái sườn của quay RSX110. Sau khi em tháo ra thì đây là những phần này em tháo ra thì phần khung sườn này em không sơn, em không làm đồng. Đó, em chỉ làm lỗ cốt chống đứng. Đây lỗ cốt chống đứng là cái này. Chống đứng em cũng làm đồng lại. Và nè, các bạn thấy là hôm qua là chủ xe sẽ biết rất rõ đúng không? Gác chân á nó không có tiếng này đâu. Là sao? Là tính tiền sửa gác chân sau là sửa này nè các bạn, là mình phải đi đắp nhôm lại, mài vũ lại. Mình tận dụng lại cái đồ cũ khách hàng, không bắt khách hàng phải thay nhưng mà xài ngon nhất. Đó, và sau khi em làm nguội đồ xong, làm đồng đồ xong vậy thì em sẽ đem cái này em đi sơn. Đó, em sơn đen. Rồi, và giờ em sẽ vệ sinh sạch sẽ cái sườn thì đó. Dây điện đồ không thay thì sau này mà có ảnh hưởng tới dây điện gì là anh Tây kiểm tra giùm em, chắc chắn em sẽ kiểm tra, chứ đừng có nói là anh Tây ơi, em mới làm ở tiệm anh. Em dễ ứng nhất câu đó bởi vì mới làm, nhưng mà các bạn phải nhớ mình tận dụng lại hết cỡ đồ cũ trên xe các bạn, để các bạn có một chiếc xe đỡ tốn kinh phí nhất. Cho nên có gì có nói anh Tây kiểm tra cho em đi, coi thử bị cái gì. Mà ví dụ chưa làm thì em gửi tiền thêm, còn nếu mà đã làm rồi thì anh Tây bảo hành cho em, đúng không các bạn? Rồi, cảm ơn các bạn nhiều. Thôi thì đây là quá trình em sơn xám á, em vệ sinh lại cái sườn của xe quay rồi đít 110 đó. Thì bắt đầu em sẽ rửa dọn lại cái sườn, em không làm đồng không sơn, nhưng mà em sẽ vệ sinh sạch sẽ chủ xe các bạn ha, giữa đồ cũ đồ mới so sánh cho các bạn, để về bữa mất công tới lúc mà em ráp á thì không có thời gian quay chi tiết mấy cái này. Giờ thùng hành lý nè, mình nói với bạn thùng hành lý của rồi đít 110 hoặc là quay an 110 đồ rất là nhiều đời nha các bạn. Em phải cầm cái thùng mẫu á, em đi mua á đó, và cái thùng mẫu cái thùng mới thì nó không bị gãy, và nhựa này nhựa chết, các bạn có hàng lại nó cũng không cứng được đâu đó. Rồi còn giờ phần ổ khóa nè, ổ khóa cũng vậy, ổ khóa mua cho đúng đời nha. Thì ở đây là cái ổ khóa mới cầm này em, thì các bạn thấy nè đúng không, em nói đúng không, là cái này người ta mài nè, người ta mài nè, cái mới không có nè. Rồi còn hai cái này nè, là đồ mới nó có răng có đồ lại hết đó, mà mua cũng phải đúng đời nữa nha các bạn, mới xài ngon được. Và khi mình thay quần áo mới đồ á, có mặt ổ khóa này mới thì nó đẹp hơn đó. Còn này là dây thắng rồi, mua mới lại cốc km, cốc luôn mét này nó bể tét làm hai luôn, thì mua lại cốc km mới. Cảm ơn các bạn nhiều. À, đồng hồ này là mua nguyên đồng hồ mới, thì giờ bữa hồi nãy em có quay cái đồng hồ đó thì em giải thích cho các bạn rồi đó. Mua đồng hồ mới nó cũng dễ bị chảy dầu lắm, anh em nào đi vô hãng mua á, nhớ kiểm tra coi thử dầu nó bị chảy hay không, chảy thì đổi lại. Cảm ơn các bạn. Này là mấy cái đồ cũ của xe giữ lại, ví dụ như là hộp boe nè, đèn hậu đuôi sau đồ giữ lại thì em đều mở ra, em vệ sinh chi tiết đồ hết, rồi rửa từng món lại cho chủ xe đó. Quá trình này cũng lâu lắm nha các bạn, tại vì đồ này xe này nó cũng nát cũng cũ á. Máy cũng quay S110 thì đây mời các bạn đó. Bây giờ đầu tiên xe này á, bít tông á vẫn là còn S tăng đa nè. Thì khi mà chiếc xe các bạn đi lâu á thì khói nó đóng rất là nhiều. Bây giờ em sẽ gỡ ra em thay hai suất bắp và em thay bít tông mới chủ xe luôn. Giòn á, từ chờ cầm giòn đi luôn. Giòn nè, thì em sẽ thay đạn giòn và em thay tay giòn cho chủ xe. Còn những cái quay S110 rồi ít này nó sẽ có hai đời, một đời là xài nọ phíp là giống cái này. Nó sẽ không có là sao bung nha các bạn. Đó, nó chỉ xài những lá phíp bung ra thôi, thì em sẽ thay qua bằng nguyên rồi xài là sao. Còn đời này nè, đó thì nó đang xài 4 kèn dài sẵn. Đó, bởi vậy cái xe quay RSX110 á, mình nói các bạn riêng về dàn áo, dàn máy, ồ nó rất là rối và rất là nhiều mã đó. Cho nên là kêu mà ngay cả hãng luôn chưa chắc là nó đủ đâu nha, nhất là khi mà dọn mới lưu ý. Còn về phần nắp nồi nè, các bạn thấy là xe này bể lốc đó, thì bây giờ là sẽ mua cái lốc theo xe gắn vô cho chủ xe. Thì đây là những cái phát sinh trong quá trình làm mà chủ xe không bao giờ biết, hoặc là em cũng không biết. Cho nên là rất nhiều anh em hay hỏi em làm cái xe hoặc là dọn mới lại chính xác luôn là bao nhiêu tiền. Bây giờ mình hỏi câu đơn giản hơn, người chủ xe này xe có biết bờ lóc không, đúng không? Thì bây giờ có những người ta rất là khó chịu là người ta tới người ta hỏi phải chính xác luôn. Bây giờ mình nói với bạn ví dụ như giờ xe này em làm 1 triệu em báo thẳng 2 triệu luôn, chứ giờ đâu biết đâu, chẳng thà anh em thực sự chịu hợp tế đồng ý làm thì em mở ra cái nào tận dụng lại em tận dụng hết, cổ nào không tận dụng lại được thì mới báo anh em thay. Ví dụ như nắp nồi phải thay, chứ bây giờ xe này dọn lại mà dọn xương xương lại đóng tết mà chẳng lẽ để nắp nồi bể vậy không thay, đúng không các bạn? Đó, rồi em cảm ơn các bạn. Thì giờ bắt đầu em sẽ tiến hành là em vệ sinh toàn bộ sạch sẽ lại và em chọn đồ các bạn. Thì đây là tổng hợp đồ sơn,
ví dụ sơn dàn chân đó, thì nó sẽ bao gồm những món này. Và lốc nội chủ xe bể thì em đã mua lại một cái lốc nội theo xe khác em sơn. Thì bây giờ cái nhiệm vụ của em nè, dù các bạn thấy người ta sơn thật sự với cái tầm của em hiện giờ mà em làm, em phải lựa chỗ những cái chỗ nào sơn uy tín đẹp thì em mới sơn, đúng không? Đó thì người ta sơn kỹ lắm, những cái mí này đồ nè, người ta bịch keo đồ lại cho mình hết. Nhưng mà người ta sơn kỹ mới là một cái nguy hiểm đó các bạn, bởi vì người ta sẽ bắn ké, người ta xử lý bằng mặt. Đó thì bây giờ là em phải vệ sinh hai nắp nồi lại thiệt sạch đó, bởi vì trong đây nó sẽ có đất cát hay gì đó thì mình sẽ vệ sinh lại thôi. Còn các bạn thấy nè, phuộc sau xe này em sẽ giữ lại, thì không phải em giữ lại như các bạn là em để vậy em rửa sạch sẽ đâu, mà em giữ lại á là em sẽ vệ sinh luôn, em gỡ ra em sơn là sao phuộc lại mới cho người ta, em làm chân phuộc vừa lại, em sửa cái chân đầu trước nè. Thì khi cái chân mà sửa lại xong bây giờ sơn như vậy nè, thì nhiều anh em coi trên mạng em thấy nó mới quá, anh em tưởng em thay mới mà đâu phải đâu, là do mình xử lý đúng và từng giai đoạn trước kỹ càng. Cái này rất là tốn thời gian nha các bạn đó, nhưng mà nó sẽ đẹp cái xe cho người ta. Ví dụ như thùng xăng cũng vậy, các bạn coi thùng xăng nè, mình sơn nè, mình sơn mình sẽ dán những này lại hết. Thì bắt đầu khi mà sơn xong á thì mình sẽ lột ra, bắt đầu mình xúc thùng xăng đó, mình xúc cái thùng xăng này đó, mí vô rất là đẹp ha. Rồi thì giờ mình sẽ tiến hành là mình vệ sinh thùng xăng, vệ sinh lốc nồi đó, chống đứng chống đồ mình đã làm, chống đứng các máy rồi mình xử lý hết rồi. Thì bây giờ là mình sẽ vệ sinh sạch sẽ lại, bắt đầu mình tiến hành. Chào các bạn, mời camera quay sơ. Ở đây thì thật sự đồ xe này nó sẽ nhiều hơn ha, nhưng mà em không thể nào bày ra hết được. Đầu tiên là đồ sơn ở trên nè, thứ hai là full thùng dàn áo nè, thì em không thể nào mà em bày ra hết. Dàn áo này chủ xe sẽ đổi ra là full đen, và cái dàn chân full đen luôn nha các bạn, cho nó ngầu. Sẽ có hai điều muốn gửi tới khán giả xem kênh và người chủ xe luôn. Khi các bạn hỏi dàn áo mà bất cứ đời xe nào, các bạn nên nhớ kỹ như vậy, dàn áo là chỉ gồm dàn hoài thôi nha. Ví dụ như một món đơn giản nhất là cái thùng hành lý, nó sẽ không có trong thùng dàn áo nha, trong không có trong đồ dàn áo. Các bạn đừng nghĩ dàn áo là tất cả đồ nhựa trên xe, không có. Hoặc là cái lường chắn bùng nổ trong á, cái đuôi biển số là nó thuộc dàn áo là đúng nha, nhưng mà cái lường chắn bùn trong là nó không phải. Vario cũng vậy, những dòng xe khác cũng vậy, khi mà hãng nó bán cho mình á, full dàn áo nó chỉ tính là bao nhiêu món đó. Còn đây là em đúng nghĩ là full nè. Rồi là một cái người chủ xe là người ta quyết định đi mâm, đó là một trong những cái ngon bổ rẻ và tiết kiệm mà đi bền đầm nữa các bạn. Đây mâm lại mua mâm mới. Và tại sao lại như vậy? Bởi vì các bạn cứ nghĩ nè, nếu mà các bạn đi bánh mâm á thì là các bạn mua nguyên cặp mâm mới hãng, các bạn thả vô là xong, các bạn không tốn bất cứ gì hết. Còn các bạn xài lại bánh căm của các bạn thì về cái đùm nè, đùm sau là các bạn phải đóng tăng bu lại nè, các bạn phải mua bộ căm mới nè, các bạn phải mua cái niềng mới nè, các bạn phải mua ruột mới nè, các bạn phải mua vỏ mới nè, rất là tốn kém, rồi đi rút căm lại nữa chứ đó. Còn trong khi đó, nếu mà các bạn mua một cặp bánh mâm mới như vậy thì thật sự là chỉ là mua và thả vô thôi, cho anh mượn dứt dịp á. Bởi vì sao mà mua thả vô? Bởi vì đồ mới hãng mà, nó đâu có cân, nó đâu có bị cong vên hay gì đâu. Và tăng bu cũng vậy, tăng bu bánh trước bánh sau là nó mới hết luôn đó. Ví dụ mua cái hãng gì, mua đồ hãng gì đi, tăng bu là cái gì? Tăng bu là cái này nè. Thì bây giờ là mình mua cặp mâm, mình mua cặp vỏ nữa là xong. Thực sự nó sẽ, đừng nghĩ là mua cặp mâm mới á, là nó sẽ tốn tiền nha các bạn. Đây thì tăng bu bánh sau nè, tăng bu bánh sau là chắc chắn đồ mới là nó còn dày, mình không cần đắn tăng bu lại. Và mâm này là mâm mới, nó không có bị cong vên gì hết đó. Thì bây giờ mình mua mâm thì việc mình phải cần làm là mình đi làm lỗ van dồi không ruột, rồi mình vô vỏ không ruột, đó là xong đó. Vậy là thôi các bạn. Còn bây giờ những thứ em sẽ thay thế nè, cái cây ghi đông này của chủ xe cũ thì tung rất là nặng, mà thực sự là ở đây là chủ xe dọn lại, số tiền cũng là tiết kiệm, chứ không có thể là đem cái sườn đi cân á, kiểm tra cái sườn lại. Ghi đông thay nè, ghi đông cái bát này nè, nó bị rớt lì ra luôn đó. Thì hàng lại cũng được thôi, nhưng mà quan trọng là cái độ an toàn của người chủ xe khi người ta vận hành không có. Này là cái mặt dựng trước của dàn áo, em lấy ra em làm clip em quay mẫu. Cái đu đèn nè, các bạn thấy em thằng Khoa nó gỡ đu đèn ra rồi đó, và nó sẽ thay lại bằng 30k đu đèn mới nè. Cặp phục sau nãy em có quay cho các bạn là em xả ra hết đúng không? Thì bây giờ khi thành phẩm nè,
đó là sẽ xi dù lại hết luôn, chân phuộc chân đồ là mình làm lại đồ lại. Thực sự xe này mình nói với bạn cái giá thành mình thực hiện lại đó, rất là sinh viên, nhưng mà mình làm như một cái chiếc xe dọn, mình dọn 60-70 triệu vậy các bạn. Các bạn thấy chân phuộc nè, đó, mình làm rồi cho nó mới lại, mình CT, CD, nó mới cả bên trong lẫn bên ngoài, chứ không phải là mình chỉ xử lý qua lo đó. Hai cái vấn đề rất là khác nhau. Toàn bộ nút công tắc mình sẽ thay đó. Đây, chủ xe hỏi em có phát sinh gì không, đây là những phát sinh nè, người chủ xe không bao giờ biết. Bát heo bữa qua cho các bạn là người ta cắt ngang ra luôn, người ta đắp heo đó, thì cái này mình mua rồi cho chủ xe có được bát heo hãng nè, và cái cốt bát heo hãng nữa, cái cốt nữa nha Khoa, ngay đó luôn hả? Rồi đây đó, ví dụ bát heo hãng thì người ta bán vậy, còn cái cốt này là các bạn phải mua riêng nè đó, thì nó như vậy rồi. Cốc km xe này bở đôi, cốc km thì bị bở đôi cho nên mình phải mua cốc km mới, mình thay vô cho chủ xe và dây km. Còn thắng còn số thì xe dọn rẻ tiền thì mình không có xi bóng mà lại để màu đen. Màu đen tại sao mình phải xi qua màu trắng, bởi vì nó dễ chấp lắm các bạn, mình nó dễ chấp cái nước xi nè, mặc dù là đồ hãng mới luôn á, nhưng mà do màu đen á thì các bạn để chân chừng thời gian bắt đầu nó chấp nước xi ra, nên em hay xi bóng nó lại là vậy. Dĩ thắng xài dĩ thắng hãng, bố thắng hãng, cục canh bánh trước hãng, phốt bánh trước hãng và cố bánh trước, tay bánh trước đó, tay nắm ngay sau này chủ xe yêu cầu thay nha. Chủ xe hỏi em, ủa anh vậy là anh thay dàn áo vậy cho em là có tay nắm này không, tay nắm này đâu có nằm trong dàn áo đúng không anh em, thì mình mới nói em muốn thì em thay, bởi vì tay nắm này nó bằng cao su, nó rẻ ghê lắm nha. Có nhiều trên cái xe quay ép này nếu mà cộng lại thì thực sự mình thấy thực sự đa số đồ gì cũng rẻ, nhưng mà để các bạn kiểm tra đại tu bảo dưỡng lại cho một chiếc xe các bạn đi nhiều năm thì thực sự là phụ tùng các bạn hư nhiều, đồ trên xe các bạn hư nhiều thì người thợ người ta phải mua lại phụ tùng nhiều, hoặc là người ta phải khắc phục lại những món đồ trên xe các bạn nhiều đó. Chứ còn ví dụ như là nếu mà rã ra hết ráp vô lại á, ai nói là không thay đồ, rã ra hết ráp vô lại chắc chắn nó sẽ có những món đồ hư, đúng không anh em làm nghề, ví dụ như là cao su gáp, cao su đùm hoặc bao tay rồi đó. Còn đây là đồ xi, đa số ốc á, thì là mình sẽ giữ lại, nhưng mà những cái nào hư quá nặng thì bắt buộc mình phải thay các bạn. Rồi giờ các bạn cho phép em, à cái này má đùm, em mua má đùm mới luôn nha. Này dĩa cũ chủ xe nè các bạn, cù dĩa các bạn thấy mình rửa không đó, thì thay mặt đạn mới nè, cái dĩa cũ chủ xe mình cũng rửa lại rất là mới luôn đó, để xài lại cho anh ta. Rồi nói chung là từng món đồ xử lý rất là kỹ ha. Chào các bạn, thì về phần cái xưởng xe quay rỡ rít 110 nè, phần chuyên gia mình không là xe này chủ xe trước, nói chung là em chủ xe đi nha các bạn, là bị tung rất là nặng, tung thủng xương luôn nha, cho nên là chẳng ba đồ nó mới gãy rồi ấy á, bạn thấy dấu mốp đúng không. Bây giờ mình có báo giá chủ xe là tổng chi phí xe này hiện tại là đang là bao nhiêu rồi đó, và bây giờ nếu mà làm vấn đề thùng xương lại nữa bao nhiêu. Thì bây giờ là mình sẽ đem cái xương này kiểm tra chủ xe nè đó, thì chủ xe đồng ý mà nó đem đi kiểm tra nha, còn nếu mà không đồng ý mình cũng không đem đi kiểm tra đâu nha các bạn đó. Rồi cảm ơn các bạn nhiều, Hân lấy tay chỉ vô chỗ mớp hơn đó, cảm ơn các bạn. Một cái má đùm các bạn vô như thế nào, thì má đùm em mua má đùm hãng mới nè, thì nó không có cố má đùm, em sẽ vô cố má đùm nè, cái này kêu là nỉ che bụi nè, là sẽ che ở đây nè, còn này là bố thắng hãng, thì cái nỉ bụi này nó sẽ có một cái báo đồ màu bố thắng nữa đó. Thì những cái xe mà mình dọn tiết kiệm chi phí đồ mình sẽ không thay báo đồ màu bố thắng đó, lát nữa tìm như là nhặt cá tìm sâu gì đó các bạn. Báo đồ màu của thắng là cái này nè đó, nó có mũi tên báo đồ màu của thắng, thì khi mà mũi tên này nó báo tới cái điểm nào đó bắt buộc các bạn phải thay bố thắng nha. Rồi cổ này là nỉ chai bụi, nỉ chai bụi này nằm ở đây, lúc mà các bạn ráp vô hết, ráp cố má đùm đồ vô á, thì cái mỹ chai bụi này nó nằm ở đây nè, để làm chi nó ngăn bụi bặm đồ vô cái lỗ cố má đùm đó, nó giúp cho cố má đùm của mình sạch hơn. Cái này là sau khi em kéo sườn lại xong nè, các bạn thấy là nó phẳng luôn nha. Và dù tùy trường hợp mỗi xe thôi, thì có xe sẽ nặng, có xe sẽ nhẹ, và tùy vụ tay nghề của người thợ nữa. Ví dụ ở đây là kéo xong thì nó phẳng luôn nè, và không bị hư sơn dinh luôn nha đó, thật sự rất là quý. Bởi vì nếu có số người ta làm không đúng á, thì có thể giờ phải sơn lại cả sườn nữa các bạn. Chào anh em, hôm nay em sẽ tiến hành gấp máy xe quay S110. Giờ em phe phần lốc trước nha anh em. Đây, góc này em rửa bằng tay, là em rửa 2-3 ngày á anh em.
đó. Em rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài luôn nha anh em. Đó. Rồi. Vô phần cái dên. Dên này á, từ đây tới đây á là của chủ xe. Từ đây tới đây là của chủ xe. Đây là em thay bạc đạn dên. Bạc đạn dên em thay là bạc đạn NTN mất hình da băng. Đó, em đi với chủ xe là tay CNC siêu bền. Như máy xe đồ là đi tao ma CNC đồ á, nay em đi xe VS110 này tay CNC. Số á, do thời gian của anh em hoạt động á, thì em sẽ thay bộ số mới. Đây bộ số mới á, là cái răng đồ nó sẽ ngon lành hơn. Bộ số cũ anh em đi thời gian là sẽ bị mòn cái khúc nhông này. Em thay cho anh em bộ số mới. Rồi về phần lồng. Lồng xe này em sẽ đóng với lại S-Tăng-Đa. Em cũng vệ sinh sạch sẽ cái lồng cho chủ xe. Đầu. Đầu em đi cho chủ xe hai cây sức bắp CNC. Đó, em sẽ vệ sinh sạch sẽ lại đồng bộ. Vệ sinh từ trong ra ngoài luôn nha anh em. Nồi. Cái nồi này em sẽ làm lại bố ba kèn dài. Em thay chuông. À là em thay nguyên cặp nhâm hú mới. Đó em thay cặp nhâm hú mới. Chuồng heo là anh em. Xe này là zin quá là sẽ nồi phíp. Em phải lên cho chủ xe một nồi lò xo. Búng là bay, đá là đi. Vô số là gớt sên. Đây. Đã bán nguyên cụm này luôn nha anh em. Đó. Chủ xe nói em là muốn búng cho nó bay hơn nữa thì em vô cho chủ xe bộ lò xo nồi lò tôm. Đây, lò xo nồi lò tôm em sẽ thay cho chủ xe. Lá sắt ở đây em thay lá sắt mới. Rồi, bơm nhớt này á, chủ xe nói chủ xe đi đường dài em sẽ lên cho chủ xe một cái bơm nhớt độ cho bơm nhớt mạnh hơn. Về phần sinh cam em sẽ thay bộ sinh cam mới. Lò xo đăng cam, ti đăng cam, cao su đăng cam em thay là đồ hãng hết. Toàn bộ phốt máy em thay phốt máy hãng, bánh lồng, bánh đỡ đồ em thay hãng hết. Ác bê tông thay ác bê tông hãng luôn nha anh em. Ron, con nồi con lửa em đi là full con hãng. Bạc đạn máy là em đi bạc đạn máy NTN mới lên da băng. Đặc biệt bên phần nồi là em có thay cốt cần số nha anh em. Cần số mới này thời gian em đi lâu á nó dễ bị cong bên, em thay cái mới luôn. Rồi chào 500 anh em, giờ em tiến hành em ráp cục máy này. Rồi chào bạn, thì em tay đi, em xuất hiện lại ở đây. Giờ tay dơn em sử dụng là tay dơn công nghệ mới nhất, tay dơn NK nè. Tay này tay CNC đi rất là bền và tăng cái độ chịu nhiệt. Bơm nhớt đồ lên bích tông chở xe đó, và đang tiến hành lắp ráp. Bạn Khoa sẽ là người ráp xe này. Chào bạn, thì bắt đầu mời camera quay phần mình đồng xương. Và xe này có thụng xương và được mình làm đồng lại mà không hề sơn dặm gì hết. Đó, thì sau này anh em á mà muốn dọn combo mà rẻ tiền sinh viên và cũng cực kỳ chỉnh chu chi tiết giống vậy, các bạn có thể kiếm em. Đó, các bạn thấy mình đồng sườn bữa em rửa ra thì cái xe này ở Đà Lạt nha, cho nên là hay là ở đâu á, nói chung làm đồng hay gì đó nên đắt đỏ rất là nhiều. Mà các bạn thấy mình vệ sinh cái sườn rất là kỹ ha. Thì các bạn sẽ thấy là phần ở đây, đầu tiên là ở đây là mình sử dụng là sạc Acetone 150 zin. Đó, và cái giắc chuyển sạc đồ mình làm dính vô trong bộ điện sườn zin luôn. Thì mình có đi một cái relay 4 chân nữa. Ủa phát. Relay 4 chân phát nó giấu đâu Khoa? Nó giấu kỹ lắm các bạn. Đó mà Bảo kêu phát Bảo. Đó. Thì quan trọng là những cái này. Riêng về phần điện á thì em cực kỳ chú trọng. Em muốn là giống zin hết 100% và phải đi bền, không ảnh hưởng tới dàn điện lên theo xe. Cái relay 4 chân là giấu đâu ạ? À, relay 4 chân nó giấu trong đây. Rồi vậy là cảm ơn các bạn. Đó. Rồi tiếp đến á là bình xăng con. Bình xăng con nè, thì em thay bình xăng mới để tiết kiệm xăng hơn cho chủ xe. Và mình làm một cái thớt CNC ở bằng nhôm để làm chi, để mình xài lại được cái co xăng zin và xài lại được hộp bô e zin luôn, không còn phải thay, tiết kiệm cho người ta. Còn về phần đầu lòng
đó, như các bạn đã thấy phần đầu lòng mình vẫn vệ sinh cực kỳ sạch sẽ, giống như những cái xe dọn mà chỉnh chu của Tây gì đó các bạn. Thì ở đây anh em cũng sẽ có nhiều sự lựa chọn ha. Còn về cụm đèn hậu sau nè, phải nha, camera đứng yên đó. Sau này quay á, là nhớ tháo biển số ra hết nha Khoa. Rồi về cụm đèn hậu sau thì là mình chỉ thay mica thôi nha các bạn. Và mình có cái clip nhỏ về cụm đèn hậu sau là em thay mica thì em cũng rửa ráy sạch sẽ hết bên trong. Đó, thì các bạn thấy cái này nè, máy dắt dây điện cũ á. Đó, thì mình biết là cái này là cái đèn hậu sau tay tận dụng lại. Còn anh em nào đủ điều kiện hơn thay quyền cụm đèn hậu sau mới thì nó khó vô nước hơn là một nè. Và những cái dây điện này nó cũng không bị mục. Đó, thùng xăng lớn tay cũng sơn lại, nắp thùng xăng phe rồi tay xi vô lại hết, chỉnh chu chém chai. Rồi qua phần bên này, qua phần bên này thì gấp cạch tê đó, phuộc các bạn thấy à, mới lón luôn ha, là mình đều sơn lại hết, phuộc đồ làm tay làm lại nè. Còn cái càng sau hay gấp sau nè là tay bỏ tay làm đồng trước chung với chống đứng chống nghiêng các máy đó, và bắt đầu tay mới bỏ sơn để coi thùng đi đồ hay không. Còn ốc này tay mua lại ốc hãng, xe này móc những móc ốc hơi nhiều đó. Thì toàn bộ dây điện sườn, dây điện sườn, dây hơi máy đồ tay xài lại cũ. Và bắt đầu camera quay giùm anh, đứng đây để quay giùm anh khúc bàn giao khúc trước nè. Thì cái xe này có hai phần, một là đồng hồ, hai là ghi đông. Ghi đông thì tay mua ghi đông mới cho em trai luôn, vì lý do trước đó, chủ cũ người ta đi chắc tung cũng nặng, nó gãy bát cái đồ hết rồi thụng sườn. Đó mình thay ghi đông, tay thắng này mình không thay, cầm dầu này mình không thay, dây dầu mình cũng không thay luôn. Chỉ có mình vệ sinh cầm dầu thắng trên, heo dầu thắng dưới, thay một cái ổ khóa mới cho đẹp nha các bạn. Nè các bạn thấy dắt ổ khóa cái nhựa trắng này nó mới ken là mình biết, các bạn biết là mình thay cái ổ khóa mới đó. Rồi tán cổ đây mình thay lại cũ của người ta á. Em trai này hỏi anh Tây đừng làm cổ phụ chẳng ba cho em được hay không, thì bây giờ phanh phui ra hết thì các bạn mới thấy là xe này tung thụng sườn nặng và cổ phụ chẳng ba người ta làm lại cũng không đúng, không có tán và lông đền để mà che nước vô luôn đó. Thì bây giờ em đã trả về lại zin hết rồi nè, đồng hồ thay mới, quyển đồng hồ mới rất là đẹp đó. Tại vì đồng hồ cũ nó gãy chân dưới đây luôn nha các bạn, gãy chân dưới đây đó. Rồi thì bây giờ là em bàn giao chi tiết bên trong xong thì bây giờ là em sẽ đẩy vô, em ráp đầu đèn và em ráp đèn áo đồ để em chạy lô đai cho chủ xe. Em cảm ơn các bạn nhiều.